Locating in the narrowest part of Vietnam where northern and central provinces converge, Hà Tĩnh boasts a geography like no other. Having both the rocky mountain terrain and a long coastline, the lives of people here aren't exactly ideal, but it has spawned a very unique local food scene. Cuisine here are both creative and primitive, but above all, it shows a core truth about the culture and people of Hà Tĩnh, resilient yet kind and welcoming. This is the local specialty of Hà Tĩnh's hometown. Now, when in Rome, do as the Roman do. And on the conquest to find out more about the local food scene here, what better way to explore than to go where the local people eat? Welcome to Hà Tĩnh Market. As I experience Hà Tĩnh's local cuisine, one characteristic is strikingly distinctive: the precision of its flavors. Each bite delivering a bold, singular taste, this creates a culinary experience that is both unapologetically rustic and remarkably varied. Unlike other places where the cuisine might blend into a more balanced profile, Hà Tĩnh's traditional treats showcase a rich tapestry of individual tastes. This vivid array suggests a deep and unique culinary heritage that begs for exploration and understanding. Ms. Bùi Minh Huệ, a journalist for the local Hà Tĩnh newspaper and an experienced author, has devoted years to researching and writing about Hà Tĩnh's culture and food scene. Today, she joins me to explore Hà Tĩnh's rustic delicacies. Hà Tĩnh có 137 đường km bờ biển, vì vậy mà sản vật Hà Tĩnh rất là đa dạng. Cùng với là khí hậu nhiệt đới ẩm nữa, đó là cái nguồn nguyên liệu dồi dào để chế biến các cái món ăn, phục vụ đủ các tầng lớp nhân dân. Con người Hà Tĩnh đậm đà, chân chất, thủy chung, mộc mạc, giống như cả cái sản vật của Hà Tĩnh vậy. Người dân Hà Tĩnh cần cù một nắng hai sương, cho nên là cứ sau mỗi cái lần bão lũ thì họ lại tìm cách khắc phục. Chính vì vậy mà các sản vật của Hà Tĩnh là vẫn là được dưỡng các cái chất phù sa sau những cái trận mưa bão, nó làm cho sản vật của Hà Tĩnh nó đậm đà, nó ngon ngọt, nó là có cái hương vị rất là riêng. Cô ấy ơi, thế thì khi mà đến Hà Tĩnh thì chúng ta cần phải thưởng thức đặc sản gì ạ? Đến với Hà Tĩnh thì chúng ta không thể là không thưởng thức đặc sản U Đơ. Cô rất muốn bạn Đức và các khán giả sẽ cùng với cô đến với một cơ sở sản xuất cú đơ để thưởng thức cái vị ngọt, vị cay làm say lòng người của cú đơ Hà Tĩnh. Cú đơ or sugarcane molasses and peanuts candy, it's made of roasted peanuts and molasses sandwiched by rice pancakes. There are several stories related to the candy's name. The candy, crafted by an older man known as Cụ Hai to locals, delighted the French troops upon their arrival in the province. Due to pronunciation difficulties, the French combined de or two with his nickname, leading to a unique misunderstanding. According to another account, the candy derived its name from the inventor's sons, de. Regardless of its origins, Cú đơ candy's many retellings show its rich history and cultural significance packed within the rustic flavor. Ở cái làng Cú đơ và cái bánh Cú đơ đây nó có lịch sử khá lâu đời rồi, khoảng 50 năm đấy. Thì ngày xưa ở đây gọi là Cú đơ thư viện. Đấy, do ông thư và bà vợ của ông nấu, thì ở đây là ngày xưa có hai cây dưa cụt. Thì cho nên ông thư mới làm bài thơ là hai cây dưa cụt năm xưa, cú đơ anh nóng ắt vừa lòng em, nghe rồi mà chẳng được xem, tiền đấy nếm thử không thèm cũng mua đấy. Cho nên là nói những hai cây dưa giống như là một biển hiệu á, để cho khách ra Bắc vào Nam nhớ để dừng xe ở đây để mua cú đơ thư viện. Miss Đặng Thanh, Mr. Thu's daughter, is currently steering the legacy of Thu Viện sugarcane molasses and peanuts candy. The poems Mr. Thu penned and gifted candy buyers were printed and hung at the workshop as a poignant homage to the family's cherished trade.
kẹo này nón một tí, tức là nó lâu hơn nón một tí, da một tí thì nó không ngon lắm, mà nón quá nó cũng chơi thì chín lạc không ngon. Cho nên là đâm ở ngày thơ của ba đấy, hồi xưa là các cháu dắt đây ở làm với ba từ khi hồi nó còn mấy mấy tuổi đến bây giờ, cho nên là nó thành kỹ nghề đấy. Đầu mình phải cánh lửa như thế nào cho nó vừa cái lửa, rồi lại kết hợp với nấu bằng là lửa truyền thống. Mà mình cắn được rất là đúng chuẩn hơn, nấu củi thơm kèo hơn và ngon kèo hơn. Khi cần mà nhỏ lửa thì nhỏ, khi cần to lửa thì mình to. Lửa truyền thống, cho nên là cái kèo nó có cái đầm đa, cái hướng vị sứa và mọi người ưa chuộng. When I watch these beautiful women doing and placing this sugarcane thing on top, it looks easy, but it's actually not. You have to really try and place them in the way that evenly distributed the nuts and the sugarcane molasses all around, and it's actually not an easy job. Now, these women have been doing this for years and years and years, and I'm just here doing it for fun, so I'll be taking this out of the assembly line and taste it on my own, because I don't know if this it's suitable for the final product to sell it to somebody. Dùng một cái bánh đá để tạo hình, sau đó rồi tạo hình xong cái bánh đá thành hình tròn này thì ba lại úp nó lại. Thì sau cái quầy này là ba sẽ đóng gói. Và khi đóng gói xong thì bắt đầu là đóng hộp và đưa ra bán luôn trong ngày. Còn nếu mình gói giấy á thì mình lấy là gói khi đang nóng, để cho nó hút hết ẩm rồi sau đó mới bỏ bao ni lông. Loại này thì vì là người ta đặt xuất khẩu đi nước ngoài, cho nên phải hút chân không. Gouda is a famous specialty of Hà Tĩnh, but there is a traditional way to enjoy the taste to the fullest. Tĩnh là ăn cu đơ thì phải cùng với uống nước chè xanh. Và chè xanh ở Hà Tĩnh có một cái điều rất là đặc biệt. Ngày xưa các cụ uống bằng bát, nó rất là khác với các vùng khác là họ uống bằng chén nhỏ. Bởi vì Hà Tĩnh mùa hè rất là nóng, cho nên là người ta phải uống cả bát nước này vừa giải khát, vừa là lo và để cho mát. Bán được chè này nó cũng là một cái đặc trưng của người Hà Tĩnh đấy. Nó đã là đi vào câu hát của nhạc sĩ Trần Hoan, con cá mát và bát nước chè xanh. Rồi trong thơ của nhà thơ Huy Cần là nước chè xanh xứ Nghệ càng chát là càng ngon. Thế là người Hà Tĩnh không những là làm những cái đặc sản quê hương của mình còn ngon, mà là cũng con người vô cùng ngọt ngào và lãng mạn nữa. Đúng rồi, tạo ra phong vị đấy, tạo ra cái nét văn hóa rất là riêng đấy. Hà Tĩnh là miền đất nắng gió, từng được gọi là chảo lửa cứu mưa. Nhưng mà người Hà Tĩnh có một cái đặc trưng là cứ xong những cái đợt mưa nắng thì người là Hà Tĩnh lại vươn lên rất là mạnh mẽ và kiên cường. Thì trong nắng trong gió và họ đã tận dụng những cái lợi thế của thiên nhiên để tranh thủ là lao động sản xuất, tạo ra các sản vật rất là đặc trưng. Những sản vật này cũng bình dị thôi, nhưng mà đây là những cái sản vật nó được nhiều người sử dụng và nó không đắt tiền. Và vì sao cu đơ lại là được nhiều người thích như vậy? Harnessing the power of the land, Hà Tĩnh people have given rise to so many popular delicacies that is consumed and known nationwide. Take for instance the Hà Tĩnh unique ram rice paper. Not to be mistaken with the rice paper from other regions, the ram rice paper is considered the pride creation of the Hà Tĩnh people. This unique delicacy can only be created with local ingredients and has a distinct look as well as taste. Today, Ms. Huệ and I will be exploring the Thạch Hưng rice paper making village. Now, fun fact, that is the first craft village in the province to be recognized by Hà Tĩnh. And it is also thanks to this very special product that a lot of families here were able to make an abundant living of themselves and their following generations. How amazing it is that such a brittle of an ingredient as rice paper can be such a backbone for so many people's livelihoods. Được biết là nghề sản xuất bánh đa nem của Thạch Hưng có từ 50 năm trước. Và các hộ dân sản xuất nông nghiệp ở đây họ
đã làm ra cái gạo Khang Dân này từ cái giống lúa Khang Dân để phục vụ cho việc sản xuất bánh đa nem. Cho nên cái nguyên liệu là luôn luôn sẵn có. Thạch Hưng là một cái xã nằm ở trung tâm tỉnh Lệ. Nhưng cái việc giao thương, buôn bán cái sản phẩm bánh đa nem rất là thuận lợi. Bánh đa nem có thể từ Thạch Hưng đi khắp mọi huyện thị thành trong tỉnh và đi khắp cả nước. Và theo người dân Hà Tĩnh đi ra nước ngoài đấy. Doanh thu năm 2023 của cái làng nghề này là 31 tỷ. Và bây giờ chúng mình cùng đi khám phá một cơ sở sản xuất thôi nhỉ. Bình Village in Thạch Hưng Commune, known for its rice paper production, is often referred to as the village that never sleeps, as the making of RAM rice paper starts at 3 a.m. every day. During peak season, the 77 village household producers sell up to 40,000 sheets of rice paper each day. This enduring popularity can be attributed to its unique creation process, particularly the use of malt, or nha, as key ingredient. After the rice grain is ground and liquefied, malt is added. The mixture is poured into a production line, cooled, and laid onto a woven bamboo sheet. These bamboo sheets are then collected and taken outside to dry using natural sunlight. All these tasks must be completed before 5 a.m., lest the sun become too harsh, the rice paper might crack. Đó. Thế thì không biết là cái thời điểm mà bận rộn nhất của mình ở trong năm là thời điểm nào? Thời điểm mình bận rộn nhất là từ vào tháng 10 cho tới tháng 12. Còn giá thì từ khoảng tháng 1 cho đến tháng 2. Như vào thời điểm đó thì như số lượng của nhà chị thì nó sẽ gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Như kiểu buổi sáng mình làm một mẻ rồi kêu trưa mình làm thêm một mẻ nữa. Vậy thì khi mà làm bánh RAM thì có cái điều gì mình cần phải lưu ý để cho cái bánh RAM nó có cái độ mềm và có cái độ vàng óng nhất định không ạ? Nó quan trọng nhất là cái khâu thường thường á, là cái khâu mình thì mình làm ngâm gạo, mình thì sạch sạch những cái bụi về cái bụi cám của nó ấy, cho cái bánh nó dai nó trong. Còn khi giòn, cân giòn thì mình thì chọn cái gạo mà hẳn cái gạo Khang Dân, nó không kén gạo lắm. Còn cái đồ vàng, cái này là mình làm từ đường mình thắng lên, mau cái giá nên mình bỏ vào. Làm quen thì nó bình thường, nhưng mà trường sơ không quen thì nó ấy thôi. Cũng là cái nghề này thì chị thấy nó khỏe rã. Khi làm nó mệt nhưng mà làm xong nó khỏe. Nghề này giống gọi là nghề truyền thống từ hồi xưa đến giờ. Từ hồi bà ngoại chị đấy, còn nói chung là mấy ba con nông dân đây là toàn làm nghề này cả. Cũng chả ai bảo đổi nghề đâu. It is not by chance that the people of Hà Tĩnh are so driven to preserve their traditional crafts. Beyond their passion for the trade, many traditional crafts in the area have become a significant source of livelihood, enabling residents to build comfortable homes and provide their children with a quality education. And it is all thanks to the RAM rice paper. Its uniqueness, from the locally sourced Khang Dân rice to the recipe of adding malt, has allowed the craft village to thrive for over half a century. Now, you can really eat this rice paper alone, I won't judge. But to unleash the flavor of this specialty, you really need to incorporate it as an ingredient into a very specific delicacy native to this province alone. And I don't need to look far and wide for someone to help me with this goal. In addition to its diverse array of foods, Hà Tĩnh boasts numerous renowned chefs who have participated in international culinary exchanges. Peng, a Hà Tĩnh chef, was among those who represented Vietnam in such prestigious events. Today, I learned from him how to creatively incorporate Hà Tĩnh's distinctive rice paper into my cooking. Yeah.
bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu làm như thế nào ạ? Ở đây thì chia sẻ với Đức là hôm nay thì lớp học sẽ là làm một món ăn truyền thống của Hà Tĩnh gọi là rám rán. Rám rán của Hà Tĩnh ấy thì từ xưa tới nay thì vẫn giữ nguyên cả cái nguyên liệu có rám của Hà Tĩnh này, rồi là thịt nạc vai, rau quế, mộc nhĩ, miến, với tỏi. Bây giờ thì lớp học sẽ chia làm hai nhóm, thì thầy sẽ hướng dẫn và sau đó thì cuối cùng mình chấm điểm. Compared to other kinds, ram rice paper is thicker and dry quicker. So you need to be quick and firm with your hand to successfully make a spring roll. I think it is okay. What do you guys think? Once fried, the distinctive yellow color of the rice paper gives the finishing product a vibrant, unified orange color, a feat that other rice papers do not have. In addition, the thicker texture of the rice paper makes every bite satisfyingly crunchy. Cái bánh ram của Hà Tĩnh ấy thì được sử dụng làm ăn sáng này, ăn với bánh mướt này, ăn giữa buổi chiều, ăn với ram rau sống, rồi mình được sử dụng vào các cái bữa tiệc và dịp lễ Tết. Nước chấm của món ram Hà Tĩnh ấy có cái đặc biệt là được sử dụng của địa phương Hà Tĩnh, ví dụ ở Thạch Kim hoặc là Cẩm Nhượng, Thiên Cầm. Nước mắm có hương vị thơm đậm đà hơn các cái nước mắm sản xuất công nghiệp ấy, thể hiện được đậm đà tính chất đậm đà mộc mạc của con người Hà Tĩnh ấy, quý trọng tình cảm rất là sâu lắng, gần gũi mọi người hơn. The terrain plays a crucial part in creating ingredients that is unique to one's region. That is especially true for Hà Tĩnh province, as it has a diverse geography, like the mountains, rivers, and seas. The La River, traversing Đức Thọ district, Hà Tĩnh province, where I'm currently at, adds a very distinctive touch to the hometown delicacy that we're about to have today. In the village specializing in making ram rice paper, the primary ingredient is Khansen rice, which is cultivated in the neighboring village. Similarly, in Đức Thọ, you'll find another cherished countryside specialty with a unique local origin, highlighting the richness of Hà Tĩnh's rich agricultural heritage. Ở mảnh vườn này là cây gái là mới của vườn nhà cô là mới đốn cái này. The La River, with its fertile alluvial soil, nourishes a diverse range of plants in the area. One of the local favorites is the thorn leaf plant, essential for crafting thorn leaf cakes. Ms. Doi, who has been perfecting this delicacy for decades, has seen the evolution of this beloved treat over the years. Con ở đấy bánh gái là gồm có này, nếp đậu xanh á, rồi là dưa, rau chuối. Mùa nào trong năm là mùa mà mình bán được nhiều bánh gai nhất ạ? Trước đấy là giả sử mùa hè này là rất chi là ế. Nhưng mà khi cái bánh gai, sản phẩm bánh gai được lên ó có 3 sao đến dư thì là mùa hè cũng như mùa đông. Ngày rằm của là các tỉnh miền Nam thì là họ đặt hàng rất chi là nhiều. Một cái hợp tác xã bánh gai gồm có là 13 tổ thành viên. Nhưng mà một tổ nữa là tạo công ăn việc làm cho trên 10 công nhân. Kinh tế phát triển á, nhờ nhất là cái đất bồi phù sa của sông lá nó quyền vào cái lá gai. Nó trở thành một cái hương vị rất chi là thơm, đặc biệt với cả cái vùng khác. Now on my hands are the thorn leaves. Now the thorn leaves has a very special texture that when touched feels like a velvet. These leaves, after being collected, will be then grinded, collected, and dried, and then combined with a special mixture to create this. It's called a thorn leaf paste. These pastes will then be used as the main ingredient to create thorn leaf cakes, like what you're seeing people are doing right now. As the steamer begins to cook the thorn leaf cakes, a rich, nostalgic aroma fills the air, enveloping the space with its fragrant presence. While the production process has become somewhat mechanized, the flavor remains as robust as ever, if not enhanced, thanks to the specially grown thorn leaves sourced from the La River banks.
Once again, nature has bestowed its blessing upon the people of Hà Tĩnh, and with their ingenuity, they have transformed this gift into yet another local delicacy. Chị ơi, thì cái lò này đem vào cái nồi để hấp thì sau bao nhiêu lâu bánh gai sẽ sẵn sàng để phục vụ ạ? Chị đặt vào đấy để hấp là mà thảo mất cột là được. Một mẻ này là khoảng bao nhiêu bánh hả chị? Một mẻ này là cả hai cái này là 500 cái. 500 cái. Bánh gai này của nhà mình là một ngày mình sẽ sản xuất được bao nhiêu cái ạ? Bình thường thì chị mà làm một ngày 1.000 cái, 2.000 cái á. Nhưng mà như chị thành lập vào cột thì có thể bán lên được 4-5.000 cái. Thế là bánh gai ở đây thì chắc là chủ yếu là cái nguồn thu nhập chính của các cái hợp tác xã trong này đúng không ạ? Khoảng 13 hồ làm bánh gai. Là lập thành lập một cái hợp tác xã bánh gái thôi. The Hà Tĩnh people's creativity cannot be overstated, as proven by their ingenuity regarding their local products. Hà Tĩnh is renowned for its diverse specialties, including lotus tea, honey, molasses, and fish sauce, each designated as a one commune, one product, or OCOP, and enjoyed nationwide. These specialties have become the backbone of the province's economic engine, as well as flag bearers for its tourism sector. Lũy kế đến cái thời điểm hiện tại ấy, thì tỉnh Hà Tĩnh có 343 sản phẩm. Tuy nhiên thì là hiện tại thì còn 239 sản phẩm là còn cái hiệu lực của chứng nhận OCOP. Trong đó thì có 7 sản phẩm là đạt chuẩn 4 sao, rồi có 232 sản phẩm là đạt chuẩn 3 sao. Thì có 7 sản phẩm thì đã được xuất khẩu ra nước ngoài như bánh giam, rồi là cu đơ, bánh đa vừng, sữa mai dung, rồi nước mắm. Cái sản phẩm OCOP thì nó có cái vai trò cũng rất là to lớn đối với các cái vùng miền địa phương của tỉnh Hà Tĩnh. Vừa qua thì tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành một số cái cơ chế chính sách để nhằm khuyến khích, thúc đẩy các cái chủ thể trên địa bàn để rồi là tham gia và phát triển cái sản phẩm OCOP. Through relentless dedication and a deep love for their home province, Hà Tĩnh's inhabitants have crafted a vibrant culinary landscape that leaves a lasting impression. Their diverse local specialties, from the sweet gouda candy to the ram wrappers and skillfully made gai cakes, satisfy varied tastes and tell stories of local life and culture. Each dish serves as a proud emissary of Hà Tĩnh, encapsulating its people's unique character and virtues. This has been Fine Cuisine, local specialty of Hà Tĩnh's hometown. Until next time.